Tại sao nói Campuchia là con át chủ bài cho Trung Quốc dẫm lên để chinh phục Việt Nam? Trong bối cảnh chính trị và kinh tế Đông Nam Á đang có nhiều biến động, mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Campuchia và Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Mỹ cũng tăng cường các biện pháp lôi kéo để đưa Campuchia rời xa sức ảnh hưởng của Bắc Kinh. Phnom Penh giờ đây đang đứng giữa trận chiến của hai cường quốc. Liệu rằng cuộc tranh giành ảnh hưởng này mà một số người coi là cuộc chiến tranh lạnh mới đang nổi lên ở Đông Nam Á có gây ảnh hưởng gì tới Việt Nam hay không? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sức ảnh hưởng hiện tại của Trung Quốc tại Campuchia và xem liệu Việt Nam sẽ bị uy hiếp như thế nào từ mối quan hệ này. Mặc dù Campuchia và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có chung đường biên giới trực tiếp, mối quan hệ giữa hai quốc gia đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi Campuchia giành được độc lập từ Pháp vào năm 1953 dưới chế độ vua Norodom Sihanouk. Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Campuchia được thiết lập vào ngày 19 tháng 7 năm 1958. Vua Norodom Sihanouk đã tạo dựng mối quan hệ cá nhân thân thiện với các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Sự khởi đầu của mối quan hệ song phương Trung Quốc-Campuchia được ghi dấu bằng chuyến thăm của vua Norodom Sihanouk đến Bắc Kinh vào năm 1970. Tuy nhiên, cùng năm đó, chính quyền quân sự thân Mỹ do tướng Lon Nol và hoàng thân Sirik Matak lãnh đạo đã thực hiện cuộc đảo chính chống lại chính quyền Sihanouk và lập ra Cộng hòa Khmer. Mặc dù nhận viện trợ quân sự và tài chính từ Mỹ, quân đội của lực lượng vũ trang quốc gia Khmer cuối cùng cũng sụp đổ vào ngày 17 tháng 4 năm 1975 khi Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh và lập nên Campuchia Dân Chủ vào tháng 1 năm 1976. Bắc Kinh liên tục bảo trợ Khmer Đỏ và cung cấp vũ khí từ năm 1979 đến năm 1990. Hội nghị Hòa bình Paris từ tháng 7 năm 1989 đến tháng 10 năm 1991 đã giải quyết mối quan hệ Campuchia-Trung Quốc và đưa Trung Quốc hòa nhập vào các cuộc đàm phán đa phương. Từ năm 1997, Thủ tướng Hun Sen nhận được sự bảo trợ của Trung Quốc, giúp ông củng cố quyền lực chính trị. Đổi lại, Trung Quốc đã thu được nhiều lợi ích chính trị và chiến lược quan trọng. Ngày nay, Campuchia là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Quan hệ giữa hai nước ghi dấu sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2010. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố sáng kiến Vành đai và Con đường BRI. Trong đó, Campuchia đã thu được nhiều lợi ích kinh tế từ các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Trung Quốc đã tài trợ xây dựng 7 đập thủy điện, tạo ra một nửa nhu cầu điện của Campuchia, cùng với khoảng 3.000 km đường ô tô và nhiều cầu. Trung Quốc trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất và là đồng minh thân cận nhất của Campuchia. Khi Phnom Penh đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phương Tây về dân chủ và nhân quyền, Campuchia càng hướng về Trung Quốc để tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính và ngoại giao. Thương mại giữa hai nước cũng tăng nhanh với tổng kim ngạch thương mại đạt 11,6 tỷ đô la vào năm 2022. Cuối năm 2018, The Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc có thể đặt lực lượng vũ trang tại căn cứ hải quân Riam của Campuchia theo một thỏa thuận bí mật. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen phủ nhận thông tin này. Trung Quốc cần Campuchia để đảm bảo các tuyến đường biển quan trọng và thiết lập một trật tự mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Campuchia có một vị trí chiến lược trọng yếu ở Đông Nam Á, giúp Trung Quốc mở rộng phạm vi quân sự và đối phó với các mối đe dọa ở khu vực. Mỹ đã thách thức sự hiện diện của Trung Quốc tại Campuchia, thiết lập quan hệ ngoại giao với Campuchia từ năm 1950 và mở rộng quan hệ sau năm 2007. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ-Campuchia đã xấu đi khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức Campuchia vào năm 2021 vì cho phép Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự. Thủ tướng Campuchia gọi các lệnh trừng phạt này là mang tính chính trị và sai lầm, khiến quan hệ song phương càng trở nên căng thẳng. Mỹ đã cố gắng mở rộng sự hỗ trợ và hợp tác với Campuchia, đặc biệt trong các lĩnh vực như hỗ trợ nước ngoài, gỡ bom mìn và hợp tác quân sự hạn chế. Nhưng sự chuyển hướng của Campuchia về phía Trung Quốc
đã làm cho quan hệ Mỹ-Campuchia trở nên căng thẳng hơn. Việc đình chỉ cuộc tập trận quân sự song phương Angkor Sentinel vào năm 2017 là một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Hun Sen đang đẩy mạnh chính sách thân Trung Quốc của mình. Kể từ khi nhận được sự bảo trợ từ Trung Quốc, Campuchia đã tận dụng các khoản đầu tư và hỗ trợ từ Bắc Kinh để củng cố vị thế chính trị và phát triển cơ sở hạ tầng. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại số 1 của Campuchia, với thương mại song phương đạt 11,6 tỷ đô la vào năm 2022 và xuất khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 90% tổng kim ngạch nhập khẩu của Campuchia. Thâm hụt thương mại của Campuchia với Trung Quốc cũng tăng lên hơn 9,2 tỷ đô la. Mặc dù Campuchia đã hưởng lợi từ sự hỗ trợ tài chính và đầu tư của Trung Quốc, nhưng mối quan hệ này cũng đặt ra nhiều lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào Bắc Kinh, cũng như các hậu quả về an ninh và môi trường. Các dự án cơ sở hạ tầng lớn do Trung Quốc tài trợ như kênh đào Phù Nam Tây Trô không chỉ gây lo ngại về tác động môi trường mà còn về khả năng Trung Quốc sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Vị trí chiến lược của Campuchia giúp Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Đông Nam Á, đặc biệt trong việc đối phó với các tranh chấp ở Biển Đông. Campuchia đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc để bảo vệ các lợi ích thương mại và kinh doanh ngày càng lớn của mình. Bắc Kinh cần có khả năng kiểm soát các điểm tắc nghẽn dọc theo chuỗi đảo đầu tiên và đối phó với các mối đe dọa ở lưu vực Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Trung Quốc ở Campuchia giúp tăng cường sức mạnh tên lửa, không quân và hải quân tầm xa của họ, đồng thời duy trì sự hiện diện lớn hơn quanh rìa phía nam của yêu sách đường chín đoạn. Tuy nhiên, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Campuchia cũng gây ra nhiều lo ngại cho các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam. Nếu Trung Quốc có thể sử dụng các căn cứ hải quân tại Campuchia để triển khai lực lượng quân sự, điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của các quốc gia ven biển Đông Nam Á. Trong bối cảnh này, Campuchia tiếp tục tìm cách cân bằng giữa việc tận dụng lợi ích kinh tế từ Trung Quốc và duy trì quan hệ với các nước phương Tây. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Bắc Kinh, Campuchia có vẻ ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc, đặt ra nhiều thách thức cho sự ổn định và an ninh khu vực Đông Nam Á. Các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, cần phải đối mặt với những thách thức mới trong việc duy trì an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Các chuyên gia đồng ý rằng động cơ cơ bản của các lệnh trừng phạt của Mỹ là về bản chất quân sự, cụ thể là một chiến thuật để chống lại các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ đã thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và gọi chúng là hoàn toàn bất hợp pháp. Các lệnh trừng phạt Campuchia gắn với cảnh báo rằng các dự án vành đai và con đường được Trung Quốc sử dụng để tạo thành các liên kết ở nhiều quốc gia khác nhau nhằm phục vụ mục tiêu an ninh của Trung Quốc. Trung Quốc thường có xu hướng tìm kiếm các liên minh quân sự với các quốc gia dễ bị tổn thương với các chính sách trị quốc gây tranh cãi. Campuchia là một quốc gia dễ bị tổn thương về mặt chính trị. Nhà lãnh đạo Hun Sen đã cho Trung Quốc thuê một vùng đất rộng lớn của Campuchia và biến nơi đây dường như trở thành thuộc địa của Bắc Kinh thông qua việc thành lập một loạt các doanh nghiệp Trung Quốc. Dễ dàng nhận thấy rằng Campuchia đang ở thế kìm kẹp giữa hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc. Campuchia đã thông báo sẽ khởi công kênh đào Phù Nam Tây Trô vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Giữa lúc đó, cuộc chiến trên mặt trận truyền thông vẫn tiếp diễn với sự tham gia của các quan chức cấp cao Campuchia. Nước này liên tục tuyên bố rằng kênh đào Phù Nam Tây Trô sẽ là một bước tiến trong việc tìm kiếm sự tự chủ về kinh tế. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy những tuyên bố của Campuchia chỉ là ngụy biện. Thực chất, họ đang lún sâu vào một cái bẫy phụ thuộc khác, thậm chí còn tai hại hơn rất nhiều. Sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức thông báo ngày động thổ kênh đào Phù Nam Tây Trô là ngày 5 tháng 8. Theo phát biểu tại lễ khai trương cảng đa năng Kampong, ông Hun Manet kêu gọi tất cả mọi người đồng tâm ủng hộ đại dự án này và đừng phán xét gì về dự án này nữa. Ông nhấn mạnh rằng dự án được xây dựng vì lợi ích của toàn thể nhân dân và kêu gọi mọi người hãy ủng hộ sự phát triển của đất nước. Ông cũng thông báo rằng
Dự án này là liên doanh giữa cảng tự trị Sihanoukville và một công ty tư nhân chiếm 51% vốn và các nhà đầu tư nước ngoài theo hợp đồng BOT. Tuy nhiên, ông không nêu rõ các nhà đầu tư nước ngoài này đến từ quốc gia nào. Theo tường thuật của Khmer Times, hôm 17 tháng 5, Thủ tướng Hun Manet đã khẳng định siêu dự án Phù Nam Techo sẽ do các đối tác Trung Quốc xây dựng theo hợp đồng BOT, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc CRPC được xác nhận là công ty thực hiện nghiên cứu khả thi dự án này và cũng là công ty đầu tư vào kênh đào. Vào ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Hun Manet từng tuyên bố sẽ khởi công xây dựng kênh đào Phù Nam Techo vào tháng 8, nghĩa là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là dự án sẽ được khởi công. Tuy nhiên, số liệu chi tiết về dự án này vẫn chưa được Campuchia công bố đầy đủ dù Việt Nam đã nhiều lần đề nghị. Các quan chức chính phủ Campuchia thậm chí đã tận dụng truyền thông quốc tế để thúc đẩy sự ủng hộ đối với siêu dự án Phù Nam Techo. Trong khi đó, Việt Nam cũng thể hiện quan điểm của các tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao và các kênh báo chí nhà nước trong thời gian qua. Bên cạnh các chuyên gia, nhiều quan chức hàng đầu Campuchia đã lên tiếng mạnh mẽ trên các kênh truyền thông quốc tế và mạng xã hội để vận động sự ủng hộ và thuyết phục quốc tế về dự án này. Điều này phần nào cho thấy Campuchia đã có một chiến lược truyền thông khá bài bản. Phó Thủ tướng Sun Chaithon, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Phát triển của Campuchia, gần đây đã xuất hiện nhiều lần trên truyền thông nước ngoài để nói về kênh đào Phù Nam Techo. Trong bài viết được đăng trên trang Nikkei Asia ngày 25 tháng 5, ông Sun Chaithon đã đưa ra những đánh giá tích cực và lạc quan về dự án đầy tham vọng của Campuchia. Hầu như không có điểm nào đáng để Việt Nam quan ngại. Việc Campuchia lựa chọn Nikkei Asia để truyền đi thông điệp chính thức bằng tiếng Anh cho thấy sự tính toán kỹ càng của chính phủ nước này. Nội dung bài viết không cung cấp thêm thông tin mới về dự án, mà chỉ khẳng định rằng dự án này sẽ mang lại sự thịnh vượng và rằng kênh đào vì mục đích thương mại và hợp tác, không phải xung đột hay áp bức. Ông Sun Chaithon nhấn mạnh sự minh bạch của Campuchia bằng cách cho biết các đánh giá tác động môi trường cẩn trọng do 48 chuyên gia quốc tế thực hiện sẽ đảm bảo rằng tuyến đường thủy hiện đại này tôn trọng di sản tự nhiên của sông Mekong và tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp định sông Mekong năm 1995 đã được Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam ký. Theo tinh thần minh bạch đầy đủ, Campuchia đã thông báo tới Ủy hội sông Mekong Quốc tế MAC vào tháng 8 năm 2023 về các chi tiết của dự án và những phát hiện từ nghiên cứu của họ cho thấy rõ cam kết hợp tác và nghĩa vụ trong khu vực. Đến ngày 7 tháng 5, Reuters dẫn lời ông Sun Chaithon nói rằng lượng nước bị chuyển hướng từ dự án kênh đào Phù Nam Techo chỉ bằng giọt nước trong xô. Ông Sun Chaithon nhấn mạnh ý này trong cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam Lê Minh Khái bên lề Hội nghị Tương lai Châu Á ở Tokyo, Nhật Bản hôm 23 tháng 5. Ông nói, lượng nước hiện tại chảy từ sông Mekong ra biển là 8.000 mét khối trên giây, sông Bát Sát là 1.400 mét khối trên giây, trong khi kênh đào Phù Nam Techo chỉ sử dụng 5 mét khối trên giây. Trước đó, với khả năng tiếng Anh thanh thạo, ông Sun Chaithon đã bàn về dự án kênh đào Phù Nam Techo trong phỏng vấn độc quyền với kênh CNBC vào ngày 29 tháng 4. Ông nhấn mạnh rằng kênh đào này sẽ không gây hại gì cho dòng sông Mekong. Ông nói rằng các chuyên gia của chúng tôi và 48 chuyên gia và cố vấn quốc tế đã hoàn tất nghiên cứu toàn diện cho dự án này. Dự án này bao gồm các tuyến đường thủy mà chúng tôi đã sử dụng trong hơn 2.000 năm qua. Điều chúng tôi cần làm là mở rộng và đào sâu những tuyến đường thủy này để các tàu có tải trọng 3.000 tấn có thể đi từ Phnom Penh trực tiếp đến biển của chúng tôi ở tỉnh Kép. Khmer Times, một kênh truyền thông thân chính phủ Campuchia, cũng thường xuyên đăng tải ý kiến chuyên gia Campuchia ủng hộ mạnh mẽ dự án. Ngoài ra, các chuyên gia Campuchia cũng thường xuyên lên tiếng trên những chuyên trang bằng tiếng Anh như The Diplomat với nội dung xuyên suốt là bác bỏ những quan ngại về khía cạnh quân sự và môi trường liên quan đến dự án này. Hồi tháng 3 năm 2024, khả năng dự án Phù Nam Techo vừa phục vụ dân sự vừa phục vụ quân sự đã được đề cập trong bài báo tiếng Việt. Dự án kênh đào Phù Nam Techo, lợi ích và hệ lụy của hai tác giả Nguyễn Đình Thiện và Hoàng Thanh Minh trên tạp chí Phương Đông thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Bài viết nêu rằng,
nhiều chuyên gia quân sự đặt ra khả năng khi các cửa cống trên kênh đào Phù Nam Techo đóng lại có thể tạo độ sâu cần thiết đủ để cho tàu quân sự đi từ vịnh Thái Lan hay từ căn cứ Riam vào sâu trong nội địa Campuchia và tiến đến gần biên giới Việt Nam. Ngày 24 tháng 5, nhà nghiên cứu độc lập Ramsay Pring đăng bài viết trên trang The Diplomat cho rằng những quan ngại an ninh từ phía Việt Nam về dự án kênh đào Phù Nam Techo đã bị đặt sai chỗ. Cụ thể, ông viết rằng có những mối quan ngại tiềm tàng về những kế hoạch của chính phủ Campuchia cho tuyến vận tải thủy nội bộ này, nhưng an ninh không phải là một trong số đó. Nhìn chung, Việt Nam có những quan ngại liên quan đến dự án kênh đào Phù Nam Techo, nhưng dự án này không có tầm quan trọng gì về mặt quân sự cả. Dù việc xây dựng dự án sẽ có những tác động trực tiếp lên Campuchia và Việt Nam, lập luận của Hà Nội rằng kênh đào này có thể được dùng cho mục đích quân sự là một cách hữu ích để liên hệ dự án này với vấn đề lớn hơn là cuộc đối đầu Mỹ-Trung và tạo thêm áp lực cho Campuchia. Thông báo mới nhất của ông Humanet được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có 4 lần chính thức lên tiếng về dự án và đề nghị Phnom Penh cung cấp thêm thông tin để có thể thẩm định dự án đầy đủ liên quan đến các tác động môi trường. Gần đây nhất là vào ngày 23 tháng 5, nhân vụ ông Hun Sen yêu cầu chính quyền Campuchia phối hợp với Việt Nam điều tra những người dùng TikTok bình luận chửi bới ông bằng tiếng Việt về câu chuyện kênh đào Phù Nam. Có thể thấy hai luồng ý kiến chính hiện nay, một bên thẳng thắn đề cập quan ngại và yêu cầu có thông tin và điều tra độc lập liên quan tác động môi trường. Trong khi đó, một bên liên tục nhấn mạnh về nghĩa tình trong quan hệ Việt-Campuchia. Trong bài viết mới đây, bảng tiếng Việt được đăng trên chuyên trang nghiên cứu quốc tế hôm 27 tháng 5. Bản tiếng Anh được đăng trên FCOM thuộc Viện Nghiên cứu ISIS Ju Isaac. Tiến sĩ Nguyễn Bá Sơn, cựu Chủ tịch Hội luật quốc tế Việt Nam và Vụ trưởng Vụ luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh còn có những khác biệt trong việc đánh giá tác động của dự án kênh đào Phù Nam, tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục làm việc với nhau trên tinh thần minh bạch, tôn trọng lợi ích chính đáng lẫn nhau cùng với sự thấu hiểu nhằm vun đắp tình làng nghĩa xóm, duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài của quan hệ song phương, không để con kênh chia đôi bờ trong quan hệ hai nước. Là người gắn bó với đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, đưa ra ước tính hồi tháng 4 rằng vào mùa khô, sau khi có kênh đào Phù Nam Techo, nếu toàn bộ vùng đất trồng lúa ở các tỉnh mà kênh đi qua đều được tưới, thì có thể sẽ có thời điểm nước trên sông Tiền và sông Hậu về đến đồng bằng sông Cửu Long giảm hơn 50%. Con số này được ước tính vào thời điểm bất lợi nhất để vận hành tưới lúa. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, dù có những điều chỉnh thiết kế nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, hiệu quả thực tế vẫn còn hạn chế. Việc Campuchia đặt cược vào một dự án lớn như kênh đào Phù Nam Techo do Trung Quốc đầu tư và kiểm soát trong nửa thế kỷ, không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế và môi trường mà còn đe dọa đến sự ổn định của khu vực. Những kinh nghiệm từ các dự án thủy điện trên sông Mekong cho thấy rằng, dù có những nỗ lực và nhượng bộ, tác động tiêu cực vẫn tồn tại và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, minh bạch giữa các quốc gia liên quan. Campuchia cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và đặt lợi ích lâu dài của dân tộc lên hàng đầu, thay vì chỉ chạy theo những lợi ích ngắn hạn mà các dự án lớn mang lại. Trong bối cảnh này, việc đảm bảo sự minh bạch, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững cho toàn khu vực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Xin lưu ý, nội dung video chỉ nhằm cung cấp thông tin và giải trí, không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong video. Quý vị nên tự kiểm tra và tham khảo thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Các vấn đề chính trị phức tạp và đa chiều nên cần tiếp cận từ nhiều góc nhìn và nguồn thông tin khác nhau. Nội dung về chủ quyền và các vấn đề quốc tế chỉ nhằm phân tích và bình luận, không khuyến khích hay kích động bất kỳ hành động nào.